Chào cả nhà, lại là Lê Bống đây. Nay chúng ta khám phá siêu phẩm Sparta nhé. Một dân tộc vô cùng mạnh mẽ nhờ tiết canh và nước mắt người Sparta đã trở thành những chiến binh thiện chiến nhất lịch sử nhân loại. Bộ phim lấy bối cảnh từ cuộc xâm lược Hy Lạp. Đây là một bộ phim dựa trên câu chuyện có thật về trận chiến lịch sử Thermopylae. Chỉ có 300 chiến binh đối mặt với 1 triệu quân 34 của kẻ thù mà không hề có trang bị tân tiến như súng ống hay đạn pháo gì cả. Họ chỉ sử dụng khiên thịt và máu của mình để bảo vệ đất nước của họ và tuyệt đối không bao giờ rút lui. Họ đã chiến đấu quyết liệt trong 3 ngày đêm để đẩy lùi các cuộc tấn công liên tục của kẻ thù với một ý chí và tinh thần sắt thép. Đây là nơi chúng ta sẽ chiến đấu, cơ bắp trên cơ thể săn chắc của họ phản ánh sức mạnh và tinh thần sắt đá của mỗi chiến binh. Và mỗi chiến binh Sparta dũng cảm được huấn luyện giống như một con quỷ từ khi mới sinh ra, những đứa bé đã được sàng lọc nghiêm ngặt. Nếu chúng nhỏ yếu hoặc tàn tật thì chúng sẽ bị loại bỏ. Khi một đứa trẻ có thể đứng nó bắt đầu trải qua quá trình huấn luyện tàn bạo. Mặc dù đau khổ cũng không được kêu ca một lời, là một chiến binh đủ tiêu chuẩn là vinh dự lớn nhất để bảo vệ đất nước và chết trên chiến trường là vinh quang. Khi đứa trẻ lên 7 tuổi, bọn chúng phải rời xa vòng tay bố mẹ. Chúng sẽ buộc phải đến vùng hoang dã ở nhiệt độ âm 30 độ để chiến đấu với sói. Chúng chỉ có thể sử dụng trí thông minh và ý chí của mình để vượt qua mọi loại nguy hiểm. Cuối cùng, nếu có thể tồn tại lâu nhất và sống sót trở về. Chúng sẽ trở thành người Sparta, một vị vua anh hùng mà được mọi người ngưỡng mộ. Vào một ngày, một vị khách bất ngờ đã đến Sparta, một sứ giả từ đế chế 34. Ông ta đem theo với một chuỗi đầu lâu, hắn muốn hù dọa nhà vua là phải phục tùng hoàng đế 34 và từ bỏ đất đai của mình. Tiếp theo, hắn xúc phạm hoàng hậu trước mặt mọi người. Vì phép lịch sự, nhà vua đã kìm nén cơn giận của mình, nhưng sứ giả vẫn tiếp tục khiêu khích. Nhưng đường đường là một vị vua Sparta, làm sao có thể chịu được sự sỉ nhục như vậy? Ngay lập tức, hắn lĩnh một cú đá xuống hố đen, nhưng cú đá này đã thu hút 100.000 quân của hoàng đế 34. Quân của 34 kéo sang, nhưng các chiến binh Sparta không hề có một chút sợ hãi khi phải đối mặt với họ. Nhưng theo luật của vương quốc Sparta, ngay cả nhà vua cũng không có thể ra lệnh ứng chiến để tham chiến. Quốc hội và các linh mục phải đồng ý điều đó, nhưng những cố vấn này đã bị người 34 mua chuộc bằng tiền và đã làm vấy bẩn lương tâm của họ. Họ thậm chí không nghĩ đến việc phụ nữ và trẻ em sắp trở thành nô lệ và tìm đủ mọi cớ để chống lại việc tham chiến vì lợi ích của đất nước. Vua Sparta chỉ có thể cử quân tham chiến. Nhà vua đã tập hợp riêng 300 chiến binh dũng mãnh nhất của mình để chống lại đội quân 300.000 người mạnh mẽ của hoàng đế 34. Ngay lập tức, quốc hội đã ra tay ngăn chặn hành động này. Như nhà vua đã nói với họ rằng những chiến binh này là cận vệ của anh ta và với tư cách là vua của một quốc gia, lẽ nào anh ta có thể không đưa 300 lính canh ra khỏi thành phố để săn bắn ư? Mọi người đều biết rằng sẽ không có sự trở lại nào từ cuộc thám hiểm này, nhưng trước mặt 300 chiến binh họ không có một chút sợ hãi nào. Tinh thần chiến đấu này đã truyền cho các đội quân ở khắp mọi nơi của các vương quốc khác. Nửa đường họ cũng muốn tham gia vào đội và muốn chiến thắng trong vinh quang. Nhà vua ngay từ cái nhìn đầu tiên đã biết rằng những người đàn ông này là dân thường hoặc mới nhú làm dân chơi. Nếu nhà vua đưa họ đến chiến trường thì họ sẽ chết một cách vô ích. Nhà vua nói với họ rằng chiến binh của chúng ta có thể đánh bại hàng ngàn người cùng một lúc. Vào thời điểm đó, một kẻ xấu xí người lùn trông cũng muốn xung phong chiến đấu. Nhà vua rất ấn tượng trước tinh thần dũng cảm của hắn ta nên đã để anh ta thử nâng khiên của mình trước khi anh ta được xem xét gia nhập quân đội Sparta. Nhưng hắn ta không thể dùng hết sức lực của mình để nâng chiếc khiên lên. Nhà vua từ chối một cách nhẫn tâm, nhưng nhà vua không biết rằng sự từ chối đầy nhân ái này đã tạo cho người lùn gieo mầm mống hận thù. Đây chính là yếu tố then chốt dẫn đến thất bại cuối cùng của họ khi màn đêm buông xuống. Họ đến một ngôi làng và thấy nó bị tàn sát và cướp phá bởi quân đội 34. Bọn chúng đóng tất cả các thi thể lên cành cây như muốn đe dọa đến những kẻ muốn phản kháng. Chứng kiến trước cảnh tượng này, tất cả các chiến binh Sparta càng trở nên giận dữ hơn. Một đội quân 34 khổng lồ đã đến trên những chiếc thuyền, đột nhiên bầu trời nổi sấm sét và giông bão dữ dội, khiến nhiều chiến thuyền 34 bị lật. Nhà vua cũng đến Thermopylae cùng 300 chiến binh giữa bão tố. Các chiến binh Sparta chọn phòng ngự, chọn nơi dễ phòng thủ. Bỗng mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội. Mọi con mắt nhìn xa xa khi quân 34 tràn vào. Trận chiến nảy lửa sắp diễn ra.
Nhưng thủ lĩnh của kẻ thù đã đến thương lượng với sức mạnh to lớn, nhưng hắn chưa kịp nói hết câu thì hắn ta bị đâm bởi một ngọn giáo và rơi xuống ngựa. Tiếng kèn vang dội khắp vùng Thermopylae rất nhanh, trận chiến đã diễn ra. Các chiến binh Sparta sử dụng chiếc khiến làm từ Vibranium của họ để chống lại sự tấn công của kẻ thù. Họ áp đảo kẻ thù từng bước với sức mạnh tuyệt đối. Mỗi khi kẻ thù tiến lên, họ mở chiếc khiên và tấn công mạnh mẽ. Người Sparta là những chiến binh đã chiến đấu với những động vật hoang dã từ nhỏ. Họ có thể chống lại 100 kẻ thù mạnh, thằng nào lao lên đều bị những ngọn giáo xuyên thủng. Các chiến binh Sparta giương khiên và đẩy tất cả kẻ thù còn lại ra khỏi vách đá. Khi mọi người đang giơ cao tay ăn mừng chiến thắng thì một cơn mưa mũi tên từ trên trời giáng xuống. Hóa ra trận chiến chỉ mới bắt đầu, họ không có thời gian để thở. Hoàng đế Ba Tư cử một đợt kỵ binh thứ hai tấn công họ. Những người lính một lần nữa cầm chiếc khiên lên và đứng yên. Họ xếp thành đội hình tam giác để phòng thủ thay vì tấn công. Mỗi một chiến binh đều mang một vẻ ngoài kiên cường và chờ đợi quân địch đến trước sự xuất hiện của kẻ thù. Họ đã dùng kiếm tấn công vào chân ngựa khiến các kỵ binh mã sắt của quân đội Ba Tư choáng váng. Chẳng mấy chốc những chiến mã sắt đều bị đánh bại. Sau đợt tấn công thứ hai, không chiến binh Sparta nào thiệt mạng hay bị thương. Trong việc thu dọn chiến trường, họ cũng không quên tiêu diệt những kẻ thù còn sống sót. Hoàng đế Ba Tư đã đánh giá thấp các chiến binh Sparta để giảm thiểu thương vong thêm cho quân đội. Hắn ta đã hạ mình đích thân đến thương lượng với nhà vua. Hắn ta hứa rằng nếu nhà vua quỳ xuống và quy phục hắn ta, hắn ta sẽ giữ cho đất nước Anh được thịnh vượng vàng bạc châu báu. Nhưng hắn ta đã đánh giá thấp niềm tự hào của các chiến binh Sparta. Nằm trong từ điển của Sparta không có từ nào gọi là quy phục và khuất phục. Sau đó, nhà vua đã chế nhạo Hoàng đế Ba Tư bằng những lời lẽ của mình. Điều này ngay lập tức khiến Hoàng đế Ba Tư tức giận. Hắn nói chuyện với nhà vua rằng hắn sẽ giết hết người của Sparta. Sau khi cuộc đàm phán kết thúc, các chiến binh đã dọn dẹp chiến trường chết chóc. Một bức tường cao được dựng lên bởi những xác chết của những binh lính người Ba Tư. Bức tường này xây lên để chuẩn bị cho trận chiến vào đêm nay. Khi màn đêm buông xuống, người Ba Tư đã điều quân đoàn xác sống của họ, những người tự xưng là bất khả chiến bại, đến bức tường cao được xây bằng xác. Theo lệnh của nhà vua, 300 chiến binh phía sau đã đẩy bức tường từ phía sau xuống. Bức tường sập xuống đè chết tên thủ lĩnh của quân đoàn xác sống. Họ cho thấy đây là một màn trình diễn nghệ thuật đẹp mắt. Không có kẻ thù nào không thể bị giết trước mặt những chiến binh Sparta. Sức chiến đấu của họ càng ngày càng tăng. Chẳng mấy chốc, họ nghiền nát quân đoàn xác sống như vũ bão khi thấy tình hình không ổn. Quân đoàn xác sống giải phóng người khổng lồ man rợn. Người khổng lồ man rợn mạnh đến nỗi khi nhà vua đâm kiếm vào hắn, thậm chí hắn không cảm thấy đau. Sau đó hất tung nhà vua xuống đất và tấn công liên tục về phía nhà vua. Wow.
Nhà vua đâm một con dao găm từ dưới đất vào mắt người khổng lồ khi người khổng lồ hét lên thất thanh. Trong đau đớn, nhà vua nhân cơ hội chặt đầu ông ta. Sau đó, các chiến binh đã phục kích trong đường hầm hẹp, tận dụng tình thế và tiến vào tấn công quân đoàn xác sống. Sau đó, bọn họ đã tấn công tàn bạo và chẳng mấy chốc đánh bại đội quân xác sống. Chứng kiến cảnh tượng đó khiến hoàng đế Ba Tư nổi cơn điên, hắn thề sẽ gửi một lực lượng, thậm chí còn hung dữ hơn để tiêu diệt tất cả các chiến binh Sparta. Nữ hoàng đế Ba Tư đã cử một nhóm phù thủy đến ném bom vào các chiến binh Sparta. Mặc dù điều này có thể gây sát thương mạnh về phía quân đội, nhưng họ không bao giờ ngờ rằng một trong số 300 chiến binh sẽ lao đến trước mặt pháp sư với chiếc khiên trong tay anh ta nhảy lên và cắt đầu thủ lĩnh phù thủy. Chất nổ trong tay thủ lĩnh văng ra đã kích nổ tất cả những quả bom phía sau anh ta. Quân đoàn phù thủy cũng bị quét sạch trong màn khói lửa lộng lẫy xa hoa. Hoàng đế Ba Tư bị sỉ nhục đã cho xuất quân. Họ là những kẻ man dợ hung dữ nhất. Những con tê giác bọc sắt để tấn công một lần nữa. Tuy nhiên, những con vật này không phải là mối đe dọa cho các chiến binh Sparta. Nó cũng bị biến thành xác chết trước khi đến được tiền tuyến. Hoàng đế Ba Tư sau đó tập hợp một đàn voi chiến và mở một cuộc tấn công khác vào Sparta, nhưng hai con voi vụng về dẫm lên xác chết té trượt trên mặt đất. Chiến binh Sparta dùng đà đẩy cả đàn voi rơi xuống vách núi đá. Hoàng đế Ba Tư dừng cuộc tấn công vì thương vong quá nhiều. Vào buổi tối, một người đàn ông bất ngờ đến gặp Hoàng đế Ba Tư. Hóa ra người đàn ông này là người đàn ông lưng gù. Hắn là người mà vua Sparta đã từ chối cho tham chiến vào lần trước. Sự xuất hiện của hắn ta ngay lập tức mang lại hy vọng cho Hoàng đế Ba Tư bị cám dỗ bởi tiền bạc và gái xinh của người Ba Tư. Hắn ta đã phản bội đất nước của mình. Hắn ta nói với Hoàng đế Ba Tư rằng có một con đường dành cho người chăn cừu trên vương quốc Thermopylae bằng cách đi vòng qua hẻm núi phía sau của Thermopylae. Vì vậy họ có thể tấn công từ phía sau. Lúc này vua Sparta đang tập hợp lại quân đội của mình cho trận chiến tiếp theo. Kỵ binh của vương quốc láng giềng mang đến tin xấu bí mật về con đường của người chăn cừu đã bị kẻ phản bội tiết lộ cho kẻ thù. Không có gì ngạc nhiên khi mọi người sẽ bị kẻ thù bao vây vào sáng mai. Nếu không có lợi thế về địa lý, bọn họ không có cơ hội chiến thắng. Vương quốc Thermopylae sắp thất thủ, bây giờ rút lui hay đầu hàng hoặc chết. Nhưng ngay cả khi đó, nhà vua sẽ không rút lui đầu hàng. Cái từ rút lui không có trong từ điển của người Sparta. Cái chết trên chiến trường là điều vinh dự duy nhất đối với 300 chiến binh vì lợi ích của đất nước và tự do của họ. Họ sẵn sàng chết và hy sinh sau khi ổn định quân đội. Nhà vua đã tìm gặp người chiến binh bị thương ở mắt và nói chuyện riêng với anh ta. Anh ấy bảo anh ta hãy trở về và sau này kể cho những người khác nghe về câu chuyện về 300 chiến binh, những chiến binh bất khuất kiên cường. Họ đã chết một cách vinh quang vì đất vì nước. Để đánh thức những con rối bị đồng tiền làm mờ mắt, vào sáng hôm sau dưới sự chỉ điểm của người lưng gù, đội quân tinh nhuệ của Hoàng đế Ba Tư đã đến trên con đường của người chăn cừu. Cung thủ của quân đội Ba Tư bao vây quân đội Sparta. Anh gù lưng không muốn nhìn thấy các chiến binh của đất nước mình bị giết hại dã man, hắn ta tiến tới và cố gắng thuyết phục nhà vua đầu hàng. Ngay lập tức nhà vua đã buông ra những lời cay nghiệt và còn chúc hắn ta sống lâu. Lúc này Hoàng đế Ba Tư ngồi trên ngai vàng của mình và cử sứ giả đến thuyết phục nhà vua đầu hàng. Nếu họ quỳ xuống và quy phục thì Hoàng đế Ba Tư sẽ cho họ sống. Nhà vua tỏ vẻ tức giận sau khi suy nghĩ một lúc. Nhà vua cởi bỏ mũ giáp của mình, ném đi khiêng và đặt ngọn giáo của mình xuống. Sau đó anh ta quỳ gối trước mặt Hoàng đế Ba Tư. Trong mắt anh chỉ có sự tức giận và sát khí. Theo hiệu lệnh của nhà vua, một người đàn ông lao ra khỏi tấm khiên và dẫm lên lưng nhà vua để làm bàn đạp. Anh ta đâm thẳng qua cơ thể của người truyền tin.
Hóa ra nhà vua đã làm điều này để khiến đối thủ của mình mất đi cảnh giác. Anh ấy tháo mũ xuống để nhìn rõ mục tiêu từ đằng xa hơn. Anh ấy trút bỏ gánh nặng trên cơ thể để chuẩn bị cho đòn chí mạng. Cuối cùng ngay lập tức, ngọn thương sắc bén cắt qua khóe miệng của Hoàng đế Ba Tư. Đòn tấn công này đã không thành công trong việc giết chết Hoàng đế Ba Tư. Điều này cũng có nghĩa là tất cả 300 chiến binh sắp bị xóa sổ chẳng mấy chốc. Tất cả các chiến binh đều bị quân đoàn Ba Tư giết bằng một trận mưa tên. Đội trưởng kiên cường chống lại quân địch cũng bị mũi giáo đâm xuyên thủng người. Tuy nhiên trước khi anh ta chết vẫn giết được kẻ địch đến hơi thở cuối cùng. Khi anh ta ngã xuống, anh ta nằm lấy tay nhà vua và nói rằng vương quốc chúng ta đã có một nhà vua tuyệt vời. Nhà vua bị thương đã đứng dậy, anh ta nhìn lên bầu trời với ánh mắt ngấn lệ và thở dài một hơi. Sau đó anh giang tay hứng chọn hàng ngàn mũi tên của kẻ thù. 300 chiến binh Sparta tự hào về thất bại của họ. Thật không may họ chỉ còn cách chiến thắng trong gang tấc, nhưng với sự hy sinh của họ, họ đã thức tỉnh những chủ tịch nước hư hỏng bị đồng tiền làm biến chất, người chiến binh bị thương mắt trở về đất nước của anh ấy. Anh đã lan truyền trận chiến tại Thermopylae bi thảm đến mọi ngóc ngách của Sparta, ý chí mạnh mẽ và tinh thần không bao giờ lùi bước đã được đánh thức tất cả mọi người. Cuối cùng, người trong quốc hội Sparta cũng đã đồng ý xuất quân, 30.000 quân đồng minh Hy Lạp chuẩn bị cho cuộc hành quân một lần nữa bảo vệ vương quốc của họ cho đến chết. Sau sự hy sinh của 300 chiến binh, họ có thể giành chiến thắng trong trận chiến tiếp theo được hay không? Hãy đăng ký kênh để theo dõi phần 2 kế tiếp nhé! Chào cả nhà, lại là Lê Bóng Review Phim đây. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với phần 2 về những chiếc binh Sparta nào. Bộ phim bắt đầu khi 300 chiến binh Sparta đang chặn đứng con đường trên bộ của quân Ba Tư, thì lúc này đội quân trên biển của Ba Tư cũng đã tiến đánh Hy Lạp. Thấy được mối đe dọa cận kề, các thành bang Hy Lạp đã mở một cuộc họp khẩn. Những kẻ hèn nhát luôn muốn quy phục sơ xét, nhưng tinh thần Hy Lạp không cho một vị anh hùng như Jamie làm như vậy. Anh muốn người dân toàn Hy Lạp hợp sức chống lại quân Ba Tư, tuy rằng vậy nhưng để liên kết được hết là rất khó. Khi Sparta là một đất nước luôn phản đối chế độ dân chủ của Hy Lạp. Hiểu được điều này, Themistocles đã đích thân đến Sparta xin thêm viện binh. Nhưng khi đến đây anh gặp được Hoàng hậu Coco, anh muốn được Sparta góp sức trong trận chiến bằng những chiến thuyền mạnh nhất trên toàn cõi Hy Lạp. Nghe được những lời đó, Hoàng hậu Coco ngay lập tức chối vì Sparta sẽ nhất quyết không hy sinh bất kể thứ gì cho Hy Lạp cả. Hy Lạp hết cách cũng chỉ đành gấp rút đóng những chiến thuyền. Để đối chọi lại hạm đội hải quân hùng mạnh của Ba Tư, mà dẫn đầu đoàn quân đó chính là nữ tướng Azemia, một người phụ nữ độc ác và vô cùng xinh đẹp. Tài chỉ huy cũng không phải dạng vừa khi đánh đâu thắng đó, để mở rộng lãnh thổ cho đế quốc Ba Tư mà ước nguyện cả đời cô là xóa sổ toàn bộ Hy Lạp. Đất nước mà đã hủy hoại gia đình cô khi còn nhỏ, gia đình Azemia đã bị một đám quân Hy Lạp sát hại, cô chứng kiến toàn bộ cảnh tượng tang thương đó. Rồi cả cô cũng bị bọn chúng bắt đi và trói trên thuyền. Chúng dùng cô làm đồ chơi cho chúng cho đến khi sức cùng lực kiệt thì cô bị vứt ra đường như là rác. Sau đó Azemia được một đặc sứ Ba Tư tìm thấy trong khi đang hấp hối vào giây phút đó. Azemia đã thề sẽ quay trở lại và san bằng Hy Lạp. Ở Ba Tư cô được nuôi dưỡng và huấn luyện với những người giỏi nhất cho đến khi những người đó đều bị Azemia yên đánh bại. Kể từ đó, cô là ác mộng với những kẻ thù bên kia chiến tuyến. Dần dần cô trở nên bất bại trên chiến trường và thành một người thân cận bên cạnh vua Darius. Azemia được mệnh danh là nữ thần chiến tranh. Cho đến khi 5 năm trước Darius phát động cuộc tấn công đầu tiên với Hy Lạp, nhưng những ngày dài lênh đênh trên biển đã làm quân lính vô cùng mệt mỏi.
Vừa đặt chân lên được cánh đồng Marathon thì họ đã bất ngờ bị tấn công. Quân Hy Lạp do chính James G. Shortley chỉ huy bị tấn công. Quá bất ngờ, quân Ba Tư nhanh chóng thảm bại. Thấy được vua Darius vẫn đang đứng trên chiến thuyền, Jamie liền lóe lên một ý nghĩ điên rồ. Anh nắm lấy cây cung hướng thẳng về vua Darius. Mũi tên phi thẳng về chiến thuyền của vua Ba Tư và mũi tên đó đã đâm thẳng vào trái tim của vua Darius. Cuộc xâm chiếm của Ba Tư năm đó đã đại bại sau vài giờ giao chiến. Vua Darius vì bị thương quá nặng mà cũng đã chết ngay sau đó. Lúc này, Azemir chưa biết rằng thời đại của mình đã tới. Cô tiêm khích cho sơ xét khi ấy những lời kích động khiến hắn trở nên điên cuồng và sục sôi ý nghĩ báo thù. Sau đó, cô triệu tập tất cả các thầy tế của mọi ngóc ngách để thay đổi hoàn toàn con người của sơ xét. Khi hắn nhúng người và đầm lầy tội lỗi, đến khi hắn xuất hiện, con người sơ xét đã hoàn toàn biến đổi. His eyes were stripped, cleansed and a god. The palace was cleansed of all the all those he had once looked. Hắn trở thành một vị vua của đế chế Ba Tư. Sơ xét đứng lên trước người dân và trực tiếp phát lệnh chiến tranh. Nhưng thực ra từng câu nói của hắn đều là do Azemir chỉ. Bảo hắn đã trở thành một con rối hoàn hảo của Azemir. Đội quân Ba Tư chia làm hai hướng tấn công Hy Lạp. Sơ xét sẽ dẫn một đoàn quân bộ và đối đầu với 300 chiến binh Sparta, còn Azemir thì chỉ huy chục nghìn chiến thuyền lớn đến để thách thức tài năng của Azemir. Trận chiến đầu tiên ngay sau đó được nổ ra. Còn phía quân Hy Lạp thì tinh thần đang được dâng cao, mỗi người đều sẵn sàng chết vì đất nước của họ. Tuy rằng chiến thuyền của Ba Tư rất đông đảo và to lớn. Nhưng đồng nghĩa là bọn chúng rất chậm chạp nắm được điểm yếu của kẻ địch. Jamie đã chỉ huy thuyền chiến Hy Lạp tông trực diện vào cạnh thuyền Ba Tư, làm cho các chiến thuyền đó gãy đôi và chìm sâu xuống đáy biển, rồi rất nhiều các chiến thuyền khác của Ba Tư cũng bị đánh chìm. Lúc này thấy được tình hình không ổn, Azemir đã ra lệnh cho toàn bộ quân rút lui. Chiến thắng đầu tiên dành cho Jamie và đội quân Hy Lạp. Không thể nuốt trôi được thất bại này, Azemir đã ngay lập tức đeo sắt vào tay tên tướng quân và ném xuống biển. Kẻ vô dụng thì sẽ không có quyền được sống. Tuy rằng đã thắng trận đầu nhưng họ biết rằng họ vẫn rất khó để đối đầu với quân Ba Tư. Anh chỉ đang cố gắng cầm chân cho tới khi quân đội Sparta tham gia đồng minh. Còn phía Azemir thì vẫn đang rất cay cú và cô tiếp tục gấp rút chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo bằng cách thay một tên tướng quân cho tên đã bại trận. Hôm nay khi những chiếc roi mây được vút vào người nô lệ cũng là lúc những chiến thuyền của Ba Tư ra trận, Azemir một lần nữa lại phái đại quân đi. Nhưng quân Hy Lạp cũng đã có sự chuẩn bị trước, trong màn sương dày tên tướng quân của Ba Tư không thể nhìn thấy kẻ địch, đoàn thuyền Ba Tư cứ thế tiến sâu vào màn sương mà không hề biết. Trong đó chính là một cái bẫy, khi màn sương qua đi là một eo biển nhỏ hẹp đang chào đón đội quân Ba Tư, mà lúc này những chiếc thuyền đã đâm quá sâu rồi, không thể rút ra được nữa. Các chiến thuyền Ba Tư bị phá hủy liên tục. Chúng tự đâm vào nhau làm cho mọi thứ trở nên hỗn loạn. Bên trên vách núi thì quân Hy Lạp đã đợi sẵn.
Các chiến binh nhảy thẳng xuống các chiến thuyền của địch rồi thả sức chém giết, không tha một tên nào. Quân đội Ba Tư gần như không thể chống trả dưới sự tấn công ác liệt này. Azemir nhìn thấy cảnh này cũng chỉ biết thở dài. Tên tướng quân mới nhậm chức dù cũng đã rất cố gắng nhưng ông vẫn bị bao vây ở cái nơi chật hẹp này để rồi phải bỏ mạng tại đây. Cũng vì quá chật hẹp mà đại quân khổng lồ của Ba Tư đã không phát huy được sức mạnh. Cứ như vậy hai lần ra trận đều thất bại. Liên tiếp Azemir cũng không còn hống hách như lúc đầu nữa. Cô ta sau đó phải cử sứ giả đến tìm Azemir, mời anh ngồi vào bàn đàm phán. Anh đi theo tên sứ giả và đến thuyền của Azemir. Ở đây cô đã dùng chính nhan sắc của mình để mê hoặc anh, để anh có thể quy hàng và đứng dưới trướng của cô. Dùng nhan sắc thất bại, Azemir dùng đến chính thân thể của mình và quả nhiên anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Tuy vậy cô vẫn đánh giá quá thấp vị chiến binh này. Anh chơi với cô 18 hiệp xong nhưng vẫn không Việt Nam đồng đầu hàng. Azemir lần này đã mất cả trí lẫn trài. Cô tức giận rút kiếm định giết anh nhưng vẫn không thể ra tay vì Azemir đã thắng bằng thanh kiếm bên dưới. Artemia chỉ đành bất lực thả anh đi về đến doanh trại. Azemir chỉ thở dài vì anh biết mình đã động đúng vào thần chết. Lần sau chiến đấu cô ta sẽ mang cả địa ngục tới tìm anh. Quả như anh dự đoán, lần chiến đấu này cô sẽ trực tiếp chỉ huy. Cứ nghĩ dùng những chiến thuật cũ thì vẫn có thể thắng. Nhưng sau lần này húc vào thuyền địch thấy nó lạ lắm. Thuyền Ba Tư không hư hỏng mà thuyền Hy Lạp cứ thế bị trượt đi. Lúc này, Azemir ra lệnh cho một đám quân đeo bình dầu nhảy xuống biển mà Azemir lúc này kiểm tra mặt biển mới biết mặt biển chỉ toàn là dầu thô. Có nghĩa nếu lúc này mà có lửa thì tất cả thuyền Hy Lạp sẽ cháy thành tro. Mà đám lặn dưới nước cũng đã bơi gần đến thuyền của bọn họ. Ngay lập tức Azemir ra lệnh cung thủ bắn tên, nhưng mọi thứ đã quá muộn, đội quân cảm tử đã tiến sát được. Thuyền của Hy Lạp bên kia, chiến thuyền Ba Tư đang không ngừng ném xuống biển những quả cầu lửa. Ngọn lửa lúc này tràn ngập khắp mặt biển, đội quân Hy Lạp đã bị bao vây. Bởi ngọn lửa đó, những chiếc thuyền cũng theo đó bị phá hủy, quân Hy Lạp thương vong không kể xiết. Mà lúc này Azemir dương cung bắn ra một mũi tên lửa. Nó cắm vào quả bom trên lưng tên lính cảm tử. Azemir liền ra lệnh cho quân bỏ thuyền nhưng đã quá muộn, quả bom đó đã nuốt chửng đoàn thuyền của Azemir. Anh cũng bị chìm xuống biển sâu. Azemir lần này đã đại thắng, trả được mối thù với Azemir Sotle mà bất chợt thần biển Poseidon hiện ra và mang Azemir vào bờ. Tuy rằng đã may mắn thoát chết nhưng đội quân do anh chỉ huy đã hy sinh gần hết. Đúng lúc này, thông tin báo về 300 chiến binh Sparta đã thất bại ở cổng nóng. Vua Leonidas bị sơ sét chặt đầu và hành quân tới Marathon. Chỉ sau một đêm, thành Marathon cũng đã thất thủ và sẽ không ai có thể ngăn cản nổi sơ sét nữa. Mục tiêu tiếp theo của tên bạo chúa sẽ là thành Athens. Nhận được tin báo trở về thành của Azemir, tên lưng gù kẻ phản bội đội quân Sparta cũng đang có mặt ở đây. Hắn cầm thanh kiếm của vua Leonidas và vào thành Athens và bảo Azemir đầu hàng sơ sét. Nhưng với cái chết của vua Leonidas không phải là thất bại. Nó chính là cầu nối để tập hợp các thành bang của Hy Lạp lại với nhau đứng lên đối đầu với đội quân của sơ sét. Sau đó anh cầm thanh kiếm của vua Leonidas đến thành Sparta tìm gặp hoàng hậu Coco. Người đang chịu tổn thương nỗi đau mất chồng, với lời khẩn cầu Sparta liên minh quân đội, nhưng một lần nữa thử anh nhận được là lời từ chối thẳng thừng của hoàng hậu. Còn lúc này sơ sét và Azemir đang đắm chìm trong chiến thắng thì tên lưng gù về báo tin Azemir vẫn chưa chết. Hắn còn đang đi liên kết tất cả các thành bang của Hy Lạp để tiếp tục chiến đấu. Điều này làm Azemir vô cùng tức giận, quyết định sẽ mang quân đi tiêu diệt toàn bộ đội quân Hy Lạp còn sót lại và tự tay lấy đi cái đầu của Azemir.
trận đại chiến cuối cùng cũng đến nhưng lại quá chênh lệch lực lượng hải quân Hy Lạp chỉ còn vỏn vẹn 6 chiến thuyền dưới sự chỉ huy của Jemmy. Còn quân Ba Tư là cả nghìn chiến thuyền, Azemir sẽ rất tự tin với trận chiến này nhưng thấy Jemmy cũng không muốn thua dưới tay một người phụ nữ. Anh cho chiến thuyền chủ động tấn công trước. Các chiến thuyền đâm sầm vào nhau bắt đầu cho trận chiến cuối cùng. Jemmy không ngừng hô hào đẩy cao sĩ khí cho các chiến binh. Những tên lính quèn của quân đội Ba Tư rất nhanh phải nằm xuống. Azemir cũng rút ra hai thanh kiếm cùng những thị vệ thân cận tham chiến. Mỗi nhát kiếm của cô đều lấy đi tính mạng của một người chiến binh. Không ai có thể ngăn cản những kẻ man rợ này. Azemir muốn hủy diệt toàn bộ Hy Lạp để trả thù nhưng bên kia chiến tuyến, Jemmy cũng nhanh chóng tham chiến. Anh gửi chiến mã lao thẳng lên các chiến hạm, đi đến đâu là quân đội Ba Tư nằm xuống tới đó. Rất nhanh trong đám thị vệ của Azemir đã bị tiêu diệt sạch. Giờ là đến trận chiến của hai người, một người chiến đấu vì sự tự do của đất nước, còn người kia là chiến đấu để báo thù cho gia đình và cho chính bản thân mình. Không ai chịu nhường ai, anh đấm vào bụng cô thì cô cũng ngay lập tức đáp trả. Sau 300 hiệp chiến đấu thì kiếm của họ đều đã kề trên cổ đối phương. Đúng lúc này những âm thanh lạ vang lên, hoàng hậu Coco cũng đã tham chiến. Họ dẫn theo những chiến thuyền mạnh nhất của Hy Lạp, với những chiến thuyền này thì những con thuyền của Ba Tư chỉ như miếng bọt biển. Thế trận cũng vì thế mà được đảo chiều, đội quân của Ba Tư đã hoàn toàn bị bao vây. Nhìn từ trên cao, Zerset cũng đã biết được kết quả cuộc thủy chiến này, trên thuyền Jemmy cũng nhân sơ hở đánh ngã đối phương. Tuy vậy, anh vẫn muốn cho cô một cơ hội sống nếu chịu đầu hàng, nhưng với một vị thần chiến tranh thì không bao giờ chịu khuất phục cả. Cô vẫn chọn tiếp tục cầm kiếm, chiến đấu rồi để Jemmy kết thúc bằng một nhát kiếm, kết thúc cuộc đời của vị thần chiến tranh tàn ác và máu lạnh này. Hoàng hậu, Coco và chiến binh bị thương ở một bên mắt đã xuất hiện và kết thúc trận chiến, mang chiến thắng về cho quân Hy Lạp. Phim đến đây là kết thúc rồi, cảm ơn cả nhà đã theo dõi, hẹn gặp lại mọi người vào bộ phim tiếp theo.